Cũng trong ngày 6 tháng 12, Thư viện tỉnh đã tổ chức hội nghị bạn đọc năm 2023 và giao lưu tác giả tác phẩm văn học địa phương. Năm 2023, Thư viện tỉnh bám sát nhiệm vụ được giao, tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả, cấp mới gần 3.000 thẻ bạn đọc, phục vụ 102.000 lượt độc giả, lưu hành hơn 300.000 lượt sách báo. Dự án xe thư viện lưu động mang tên Ánh sáng tri thức đã phục vụ được gần 150 buổi tại các điểm trường, các xã, phường trong tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thảo luận về chương trình phối hợp hoạt động thư viện thời gian tới. Trong dịp này, các độc giả được giao lưu với các văn nghệ sĩ của tỉnh, tìm hiểu về văn học Lào Cai và những tác phẩm mới. 15 bạn đọc tiêu biểu có hoạt động tích cực trong phong trào phát triển văn hóa đọc năm 2023 được Thư viện tỉnh khen thưởng.